Sự khác nhau giữa marketer nghèo và marketer giàu. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Thì trong tư duy của hai người marketer này có điều gì khác biệt và định hình họ trở nên giàu có hay là nghèo khó hay không? Thì cùng tìm hiểu ở trong video này nhé. Đừng quên bấm like video cũng như subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho Tân trước khi chúng ta đi vào nội dung chính. Ok, giờ Tân cùng các bạn sẽ đi vào cái nội dung chính của video này. Và với video này Tân sẽ nói ra các cái khái niệm giữa marketer giàu và marketer nghèo một cách mà so sánh với nhau cùng một lúc để các bạn dễ dàng hình dung nó. Ok, đầu tiên ha. Marketer nghèo cho rằng cuộc sống toàn những sự việc bất ngờ xảy đến với tôi. Còn Tân xin phép là tắt ra cho dễ nhìn. Ok. Còn marketer giàu nghĩ như thế nào? Marketer giàu nghĩ rằng là người giàu là tạo ra cuộc đời của tôi. Thì cái người marketer nghèo á, người ta sẽ là nói là cái số phận của tôi như vậy, những cái điều mà nó tới, điều đó có thể là may mắn hoặc có thể là xui rủi, thì tôi đón nhận nó mà thôi, chứ tôi không có đi tìm kiếm cơ hội. Số giàu là nó giàu, còn số nghèo là nó nghèo, chứ không cái việc gì mà phải nỗ lực phải cố gắng hết. Có nhiều người người ta không có nỗ lực người ta vẫn giàu, người ta nghĩ là như vậy. Nhưng mà với cái người marketer giàu thì họ phải đi tìm kiếm cái sự mà cơ hội đến với họ, tìm kiếm những cái mối quan hệ tốt để tạo ra những cơ hội, hay họ tự tạo ra cơ hội cho chính họ để họ có thể kinh doanh, có thể làm giàu, có thể nắm bắt những cái đầu tư tốt. Bởi vậy nên là giữa hai tư duy nó sẽ có sự khác nhau. Cái điều thứ hai đó chính là marketer nghèo tham gia cuộc chơi tiền bạc chỉ để không bị thua, nhưng mà marketer giàu tham gia cuộc chơi tiền bạc để chiến thắng. Đó là cái suy nghĩ thứ hai trong tư duy của hai cái marketer này. Một người tham gia chỉ để là không bị thua thôi. Chơi không thua chơi làm gì? Chơi phải thắng chứ. Chơi là phải thắng, không? Chơi mà không thua chơi làm gì mất công chơi, đúng không? Mà chơi không thua thì nó chỉ ở mức hòa hoặc là bị lỗ, còn chơi thắng là mới có lời, ha. Trong tư duy nó lại khác nhau như vậy rồi. Thứ ba là marketer nghèo muốn trở nên giàu có, còn marketer giàu thì sao? Marketer giàu quyết tâm làm giàu. Một người thì chỉ muốn thôi, không có làm. Muốn thôi, tôi muốn nhưng mà làm không chuyện tôi ha, tôi muốn thôi. Nhưng mà cái người mà marketer giàu thì họ quyết tâm tìm mọi cách, tìm mọi phương pháp để làm cho bằng được, thì khi đó nó mới tạo ra kết quả chứ. Bạn muốn mà bạn không làm thì lấy gì nó diễn ra? Giống như bạn đi cùng cô gái, bạn cô gái nó có thể là nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi, tài năng rồi này kia, kiểu hoa hậu người mẫu luôn. Nhưng mà bạn phải mở miệng ra, bạn biết là nó thất bại nhưng mà bạn mở miệng ra, anh thích em, anh yêu em. Đó đâu, cô gái đó thích một gu lạ sao? Thích một gu lạ giống bạn thì sao? Cơ hội đó vẫn thành công, còn bạn im lặng thì cô ấy đâu biết đâu mà tiến tới. Bạn nắm câu chuyện này không? Thì phải làm, ha, đừng muốn, làm đi, đừng muốn. Thứ tư, đó chính là marketer nghèo tập trung vào những khó khăn, còn marketer giàu tập trung vào cơ hội. Marketer nghèo thì đi tìm khó khăn để giải quyết, để than vãn đồ này kia, nhưng mà cái marketer giàu thì lại đi tìm kiếm cơ hội và tập trung để triển khai những cơ hội đó để kiếm tiền. Thứ năm, đó là marketer nghèo
tiết kiệm tiền để chi trả cho cuộc sống. Còn marketer giàu thì làm gì? Marketer giàu tiết kiệm để đầu tư. Bạn biết sự khác nhau giữa hai cái loại hình tiết kiệm này như thế nào không? Có nghĩa là tiết kiệm để chi trả cuộc sống thì đằng nào thì bạn cũng xài hết. Bạn không nhân rộng cái tiền bạn ra, bạn sẽ phải chi trả nhau những cái thứ linh tinh trong cuộc sống, những cái ăn tiêu xài sẻ của bạn mỗi ngày mà nó không nhân rộng ra, nó cũng không giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn, và cái khối tài sản của bạn chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Nhưng với cái marketer giàu thì họ tiết kiệm số tiền đó để họ có thể đầu tư. Đầu tư chưa chắc là thắng, đầu tư có thể thua, có thể thất bại, có thể mất tiền. Nhưng mà một khi đã thắng có thể là ít 5, ít 10, thậm chí là ít 100, thì cái số tài sản của họ sẽ được nhân lên rất là nhiều. Thứ 6, marketer nghèo chọn được trả công theo thời gian. Còn marketer giàu thì như thế nào? Marketer giàu chọn được trả công theo kết quả. Bởi vì vậy, những người mà làm việc có năng lực á, họ muốn làm việc theo KPI, làm việc theo kết quả mang lại, chứ không làm việc theo cái thời gian đã bỏ ra. Bởi vì với một cái khoảng thời gian đó, một người giỏi, một người có năng lực có thể làm được gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 5, gấp 10 một người bình thường. Bởi vậy nên họ hiểu theo cái năng lực của họ, chứ họ không muốn hưởng theo cái thời gian mà họ đã bỏ ra làm nó như thế nào. Và với việc trả công theo thời gian thì có thể đình trệ, có thể trì trệ tiến độ công việc lên rất là cao. Nên những người có tư duy mà làm công ăn lương, làm việc theo thời gian, trả lương theo tháng thì khó có thể giàu, khó có thể chứ không phải không thể nha các bạn. Các bạn chỉ cần thay đổi tư duy và có cái bứt phá thì câu chuyện nó sẽ khác. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe, đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ tuần thứ 7. Đó chính là marketer nghèo nhỏ bé hơn với những vấn đề của họ. Còn marketer giàu đứng cao hơn những vấn đề của họ. Trong cái lối suy nghĩ nó cũng khác nhau rồi bạn. Một người á, thì quá nhỏ bé, cái vấn đề đã bự quá, giải quyết không được. Nhưng mà đối với cái người marketer giàu á, thì họ lại nhìn cái vấn đề đó là như vậy, nhưng mà họ đứng từ trên cao, họ nhìn xuống và họ sẽ giải quyết được nó. Không giải quyết bằng cách này thì giải quyết bằng cách khác. Tự mình giải quyết không được thì sẽ nhờ cái người khác giải quyết. Một mình giải quyết không được thì hợp sức nhiều người để giải quyết. Đó là tư duy của người marketer giàu. Còn người marketer nghèo hơi khó quá, bỏ qua đi. Đó, như vậy thì họ sẽ không bao giờ làm lớn được. Thứ 8, đó chính là marketer nghèo nghĩ hoặc cái này hoặc cái kia. Còn cái người marketer giàu thì sao? Lấy hết. Lấy hết luôn. Lấy cả hai luôn, lấy cả ba luôn, lấy cả bốn luôn, không có chọn. Lấy được lấy hết. Mới phải chọn, đúng không? Giữa túi vàng với túi kim cương, lấy nào lấy cả hai luôn. Mới gì vậy? Người nghèo thì đi chọn kim cương giá trị hơn, nhưng mà người giàu là chọn cả hai luôn, mới gì không chọn. Mới phải chọn một trong hai làm gì, đúng không? Đó là cái sự khác biệt trong cái tư duy của họ. Thứ 9, đó chính là marketer nghèo để nỗi sợ ngăn cản họ, nhưng marketer giàu hành động bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi. Cái chỗ này bạn nghe quen không bạn? Chỗ này bạn sẽ liên tưởng tới đoạn video clip của các thanh niên ở cách đây lâu rồi nè, có 20 năm rồi chứ không có ít đâu. Các thanh niên ở cái quán cà phê hay là ngoài phố Nguyễn Huệ, các thanh niên này
Tôi hành động bất chấp nỗi khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi. E-ho. Nghe rất là vui, rất là thú vị. Thì thật ra nó là cái tư duy của người giàu, cũng không có gì đáng trách các bạn ấy cả. Tại vì các bạn ấy nó quá ảo tưởng thôi. Cái mắc cười ở đây là các bạn quá ảo tưởng thôi. Tôi cũng nói trong một cái video khác về cái việc ảo tưởng rồi. Các bạn phải đặt ra cái mục tiêu nó tính khả thi thì các bạn mới thực hiện được. Còn bạn đặt ra cái mục tiêu mà nó quá so với cái năng lực của bạn và những gì các bạn đang có thì bạn sẽ trở nên ảo tưởng. Và để khắc phục cái sự ảo tưởng thì các bạn nên làm cách nào? Thì các bạn nên sử dụng cái phương pháp SMART. Thì hãy bấm subscribe cái video, cái kênh của Tân và bật chuông thông báo đi. Sắp tới sẽ có những video liên quan tới phân tích về SMART cũng như các cái mô hình khác, vừa ứng dụng vào trong công việc kinh doanh, vừa ứng dụng vào trong marketing và có thể vừa ứng dụng vào trong cuộc sống các bạn được. Thì khi đó các bạn mới có thể là làm tốt được cái việc mà đặt mục tiêu cho các bạn. Thì với góc nhìn của Tân chia sẻ một chút xíu đối với góc nhìn của Tân đối với mẹ ấy thì cảm thấy hơi buồn cười, bởi vì cái hành động của các bạn thấy thấy thú vị, cái mắc cười quá. Cái thứ hai nữa là các bạn ấy nó đặt cái mục tiêu nó xa vời so với những gì các bạn ấy đang có. Cái năng lực của bạn ấy còn đang rất là nhỏ mà bạn ấy đặt cái mục tiêu rất là khổng lồ thì thành ra nó bất khả thi, nên là mọi người cười là như vậy. Không thể ai mà trong một năm mà kiếm tới cả trăm tỷ, vài triệu đô trong một năm từ bàn tay trắng hả, chỉ có đi lừa người ta thôi, làm gì mà chúng với số thôi. Chứ làm gì mà làm được câu chuyện đó từ cái việc mà kinh doanh bình thường. Bởi vì kinh doanh bình thường một năm nó thu nhập từ 20-30% cũng là con số khá là ok, khá là mơ ước với nhiều doanh nghiệp rồi. Thì bạn không có vốn, bạn đi làm những cái công việc MMO hay là những cái khác thì làm sao mà bạn có thể kiếm được một cái nguồn thu nhập mà khủng khiếp như vậy được. Mà các bạn lại tự tin mà đứng đám đông mà làm như vậy thì đôi khi nó trở thành cái trò lố bịch, nên là bị cười là như thế. Nhưng mà thực tế ra đó là tư duy của người giàu, tư duy của những cái người thành công, chứ không có gì đáng trách các bạn ấy cả. Chỉ là các bạn ấy sau này trưởng thành hơn, nhìn nhận lại thì nó sẽ có những cái góc nhìn khác đi. Thì các bạn ấy thì cũng trong cái lứa cũng tầm cỡ Tân thôi, cũng bây giờ chắc cũng 40 rồi, chắc không ít gì. Thì nhìn nhận lại chúng ta sẽ có nhiều cái bài học ở cái bản thân hơn, chứ chả có gì cả. Mỗi người đều sẽ có những sai lầm. Ok, thứ 10. Thứ 10 đó chính là marketer giàu. Marketer nghèo nghĩ họ biết tất cả, còn marketer giàu luôn học hỏi và phát triển. Thì bạn sẽ thấy được rằng á, là đối với những người marketer nghèo á, thì họ lúc này cũng ta đây, tức là ta biết rồi, ta giỏi rồi, ta hay rồi. Họ không lắng nghe, họ không tiếp thu ý kiến của người khác, họ không chỉ chịu học hỏi nâng cao bản thân thì mãi nghèo thôi. Còn đối với những marketer giàu thì họ luôn mở rộng mối quan hệ ra, luôn học hỏi từ người khác, học hỏi từ cái góc nhìn, kiến thức, cái hay hay là kinh nghiệm từ người khác. Từ ngày họ sẽ phát triển lên tốt hơn, cập nhật những kiến thức mới, làm được những cái công cụ mới, phát triển những cái ứng dụng mới, ví dụ như ChatGPT hay là công nghệ AI vào trong marketing, kiểu như vậy. Thì khi đó họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và họ sẽ thành công hơn trong cuộc sống. Thì với là 10 cái sự khác nhau này và Tân đã phân biệt giữa là người marketer nghèo và marketer giàu, thì không biết là bạn đang đứng ở hết câu chuyện nào. Tân hy vọng thì các bạn sẽ có tư duy của người marketer giàu nhiều hơn so với những người marketer nghèo. Nếu giá trị video clip đang mang lại cho bạn những điều thực sự bổ ích và thiết thực thì hãy bấm like video để ủng hộ cho Tân. Cùng với đó là bấm subscribe, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video tiếp theo trên kênh Từ Nguyễn Marketing. Hãy để lại cảm nhận của bạn và bình luận của bạn bên dưới phần comment của video này. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.